nhìn tao một cái hình tròn xoay cách vô vọng. Tao thì tao tao cùng cái connecting nó xoay một cách vô vọng thật. Tao phải được học người ta chơi rất là mượt, rất là Mày ơi, tốc độ search của tao cực kỳ nhanh, search nhanh cực ấy. Nhưng mà mày vào thì rõ lâu. độ search của tao. Oh, mày vào phòng cái gì, trông vào phòng gì chưa? Ping của tao tầm Phong ơi, gì? Một vấn đề. Sao? Phòng mày còn một chút trống rồi. Người ta đi game về. Tại tao vào. Mày ơi, Đạt ơi, tao lúc nãy tao log out và bây giờ tao vào và tao vào trước mày đúng một giây. Tao không quan tâm. Đạt ơi, mày nhỏ thôi. Tao sẽ... Yes! Tao vào được rồi! Mày ơi, lúc nãy tao đang upload video lên YouTube nha. Tao tắt YouTube, tao tắt upload cái nó. Kiểu vào luôn. Quay đi. Trùng hợp thôi. Trùng hợp. Mày thử thử anh nhiều lần, mày chắc chắn là điều gì. Tao không phải thử một lần là chắc chắn được đâu. Thế phải như mày. Tao vào phòng chưa? Tao vào được rồi, tao đợi đỏ. Tao hỏi mày, hỏi là không. Thằng Phong đâu? Ê. Mày vào được chưa? Mày ơi, tao nghĩ thằng Phong nó xì đa rồi. Qua chung em, mày cũng xì đa không kém với nó đâu. Nên mày không hẳn có quyền để nói đây đâu. Chung là nhìn. Rồi. Tao sẽ coi như là tao hiểu điều đó. Tao coi như mày không hiểu. Tao không thấy Ice Day đâu cả. Ý là thằng Phong đấy. Cáp cái point nhanh vãi. Tao mày ơi. Tao mua lại cái tao. Mẹ đi. Hội đồng. Mày vào phòng chưa không? Tao vẫn ở trong phòng đấy nhá. Cái phòng lúc nãy mình invite tao vào ấy, tao vẫn ở trong đấy đấy. Thằng Phong là nói cái gì đấy? Thế sao mày nói nhỏ vậy không? Tao nói gì? Gì cơ? Ui dồi ôi, thằng bé sâu thẳng vào mặt tao. Thế là tao rút gây sniper, tao bắn nó một phát. Thứ nhất là chung bạn chung điện thoại và điện thoại như thế này. Thứ hai là có mấy nào không mấy à? Tao chưa vào phòng, tao refresh ra lấy tờ trong người thì nhà vô phòng. Để chờ cái tín hiệu nào đó là có phương pháp cho đứa nào ở đấy. Phòng, à Đạt ơi. Chấp nhận internet của mày đi. Tắt từ chối vào phòng thật sự. Phòng ơi, mày đang ở chỗ nào đây? Tao không ở mày đâu. Tao bảo tao thoát phòng đấy ra để đi phòng khác cho bọn mày. Ok. Phong ơi, map mày là gì? Ờ nhá, tao tìm phòng là vắng hẳn đấy. Ờ trời. 11 nữa thì nó đi. Người ta dọn rác người ta lấy luôn rồi gì nữa. Để ngoài sau rồi lấy luôn. Tao vẫn chưa tìm thấy phòng, tao lại phải refresh. Con mèo ăn thì có người thì tao cho ăn rồi, nó có đói đâu. Đây. Chỉ ăn thêm chứ nó ăn nhiều rồi. Phong ơi, mày đã... Không phải đâu gì sao? Mày đã vào kệ tao ấy click here to join và nó không phải và trò chơi đã đéo phản hồi. Tao có hai câu hỏi, một kéo ra đây của ai đó nuôi rồi để hoang. Yes, 13 người. Anh mày à, mày vào vừa vào đúng phòng tao vào rồi mày. Ừ, tao thấy một friend tao vào luôn. Thế à, thôi rồi là tao đã ai trong phòng rồi mày à? Đạt ơi, tao nhìn cái thằng Trung, tao nhìn cái connection nó dâng hờ đến một mạch. Hai bài rồi. Ok. Tao biết. Internet tao xin đá mà. Mày đọc với tao không Phong, mày đọc với tao không Trung. Hôm qua lúc tối hôm nay chơi. Yes, vào được rồi. Tao cứ tưởng nó đó vào được. Trung nói. Tao cũng. Trang phải kiếm được cả. Tao tưởng nó chơi, nó dùng YouTube, nó chỉ làm gì nhé. Chúng mày bảo gì cơ? Không, ở Trung ơi Trung. Gì? Nhục gì? Mày nhục xuống.
Yes, oh shit, tao không có thế mẹ tao rồi, tao bị sợ, tao bị dí rồi. Chống mặt chết với tao. Ông ơi. Holy shit. Chết rồi, tao thank, tao đứng yên một chỗ, tao không ăn nổi lửa bọn mày rồi. Tao thấy là phong rồi. Phong ơi, phong ơi, phong ơi, phong ơi. Chết rồi, tao vừa bắn nhầm team. Để đàn mày vừa bắn tao đấy à? Tao ghét mày lắm cơ. Mày chết. Mày tao là sao? Mày tình cờ thay. Tao vừa bị thằng đạt bắn thì phải. Tình hình là team chúng mày nát. Tao cần máu, tao cần máu. Yes, tao có máu. Thằng Phong đâu? Tao thấy có thằng đang đuổi lệnh bệnh ở trên không. Không phải tao. Đây rồi. Mày ơi, cái ở hai bên của mày là cái gì đấy? Cái giảm trọng lượng xe chạy nhanh hơn. Tao cho hay không? Tao đuổi hả? Trong team có một trong tao bắn một thằng cờ team mình. Tao đẹp thằng chó là vừa bắn tao. Tao à, trung kia thì phải. Vãi lì. Trời ơi, khó bắn chú mày quá. Khó bắn chú mày quá. À, yes. Tao bắn cho mày rồi, tao rơi xuống nước rồi. Tao rơi xuống nước rồi. Well, tao chỗ nào đó mày không biết, tao cũng chả biết mày ở đâu. Này thì ASDSF này. Tao có 3 kill một trận rồi. Double death. À nhầm. Double à? Yes, triple destruction. Tao quá bá đạo. Tao thích cái tank này vãi lìn. Tao thích cái chiến thuật tank này. Tao vừa triple kill. Tốt cho mày phải đang nói điều mà tao đã làm được từ nãy giờ. Gì? Mày đứng yên một chỗ. Vấn đề thì ai bắt mày phải đứng yên một chỗ hay không đâu. Tại vì cứ nói với Kim. Tao là thằng chuyên đi để đáp kiểm. Đạt ơi. Trước mày đấy. Bọn tao chơi trước mày chung ạ. Mày ơi, có một thằng nó cũng dùng cái chân nhẹ nhưng mà nó đi kiểu này thì chân nhẹ này. Đạt ơi, mày đang ở đâu? Đạt ơi, kia rồi. À không. Anh ơi. Ôi giời ơi, tao lại giết, tao cứ chết xong cái là nó show tao kêu một đứa. Vãi lìn. Phong ơi, mày đang ở bên, mày đang ở ngoài gì đúng không nhỉ? Hay là ở đâu? À không. Tao một mình chống vài thằng xanh, mà chưa chết xong. À. Tao đang ở điểm. Mày đang ở điểm ở góc dưới bên phải, bên trái đúng không? Không, tao đang ở điểm trung tâm, vừa cắt điểm trung tâm xong. Này thì bắn này.
đang muốn tìm một sự đang hỗ trợ một cách nào đó. Tao phải giết tao. Chúng mày đừng xoắn với. Ô vãi lìn, tao phải giúp team, tao phải đi giúp team. Team team bị đang bị rape. Our team is getting. Chúng mày. Gì? Chúng mày phải giúp team. Nếu giúp đi theo chung là phải hạ team luôn. Tao nhìn thấy là Phong rồi, mày đã cáp cái điểm. Ok, I got fuck. Cái tao cần, tao đúng là tao cần cái thiết bị chống trọng lực thật. Đạt ơi, Đạt, mày lại đây, mày lại đây nhanh. Mày rơi xuống nước, mày rơi xuống nước. Đồ phát. Tao cần cái heavy snipe. Đây rồi, đây rồi. Chết đi. Tao lên ta, tại vì nãy giờ tao không xử được mày mà mày lại bắn chết tao một phát nên là tao cũng phải. Ok, tao sẽ cái đấy bình thường. Fuck. Fuck. Ngô. Tao là dân đi cáp nhá. Tao dân đi đón. Tao bảy. Mày giết được bao nhiêu thằng không? Tao giết được 9 thằng thôi. Tao giết được 7. Tao giết yên mày. Thế tao nữ. Tao sớm bó. Đạt ơi. Mày đứng yên một chỗ. Cái thằng như mày đặng bắn chết mày thôi. Đừng quên ai chẳng ai bắn chết mày trước. Ờ thằng đầu tiên mà chết tao, thằng đầu tiên mà chết tao đúng là mày thật. Gây map này rất là lợi cho thằng Đạt. À Trung ơi, mày nhớ kỷ niệm map này không? Tao biết, lúc đấy tao chơi sniper tao không làm được cái đấy gì cả. Ô, map này có cái cầu, map này có cái cầu. Mày ơi, mày càng vào gần tao rồi mày bắn tao thì mày sẽ mất máu. Đạt ơi, chuẩn bị, tao chuẩn bị bay. Time to bay. Time to bay, yes. Bay. Vui vãi. Oh. Nóng quá nó đéo bay nữa. Oh. Thì ngu vãi, sao nó đi chậm vãi. Tao đang đi cap point đấy mẹ. Mày có cần phải nói cái việc mà ai cũng phải làm. Nhưng cái vấn đề là bọn nó đéo đi. Gì? Bọn thằng có nhảy xuống mấy nước, xong ca hết còn tí ở trong nước. Ok. À đúng rồi, tao này, tao hết luôn. Ok. Tao cần visual, tao chung visual, tao đâu. Cái gì cơ? Tao phong ở đâu? Đi tao ở quay. Ồ, tao không biết. Thực sự là tao đang thực sự tao vừa chết, cái xe nó đi của tao đi hơi chậm. Tao là tank mà không hẳn tank đến thế, nhưng mà tao không muốn đi chậm nên tao chỉ đi thế. Chết đi. Có một thằng máu yếu và nó bị tao bắn cho vài phát là chết. Vui vẻ không. Incoming. Mày ơi, mày vừa tự bắn chết mày đấy à? Tao phải làm thế. À đúng rồi, có lần có thằng xông ra bắn kiểu như là exo khi vào tao. Tao biết thằng sẽ chết rồi, tao dí vào nó cũng chết luôn. Này thì xe này, xe này. Đi chỗ đâu? Dây. Đạt ơi, good job. Tầm phải đầm phải đầm phải đầm phải đầm phải đầm phải Phong kia rồi. Phong ơi, Phong. Tao nghĩ là chỗ này tao sẽ chết. Mày ơi. Tao sẽ chặt tao ở khu mày. Tao phải cố gắng phải cáp một điểm để phi chắc thẳng. Nên nhớ tao phải cáp một cái điểm xem. Tao lại chết rồi.
Mày ơi tao chết giờ này, mày chửi tao chết đi ở đấy gì nữa. Tao chửi mày chắc chắn chết. Không, để cho mày chết thêm lần nữa. Nhưng tao thêm mày cũng cầm hầm được. Này, quay lại đây tao phong kìa. Tình hình này tao sẽ được quan sát rồi. Tao sẽ mày đầu bỏ thôi. Tao ghét cái khẩu cannon của mày. Rất ghét khẩu cannon. Bù. Bọn nó cap cả hai cái point rồi là bọn nó phá cả hai point của mình là sao? Ông ơi, tao ghét sọt cho tao. Mày ơi. Nếu có cái figure, nếu mà cái có cái feature đấy thì tao nghĩ nó hay phết đấy. Thế mày bắn nó to thôi, để cái feature thôi. Cái tăng giá để nhất là kia nó to. Kiểu mày bắn nó bánh xe ấy. Vẫn giảm ra. Có thằng mà tao chơi phải một thằng chơi harpoon và tao bị nó rết bằng chết đi một chú thằng phong đâu à không thằng phong tao vừa chết xong đệt tao vừa bị snipe tao còn 37 máu. Ta thấy nó thật là cái còn 7 máu rồi. Ta còn dưới là 7 máu suốt. Cái hitbox của tao nó to vãi. Nhưng mà tao cũng chả thể làm gì được điều đó. Tại mỗi lấy xe của tao. Xe của tao bắt buộc hitbox phải to rồi. Cái sau là thấy cái đống xe của mày nó hỗn đầu cái đầu ấy. Và là thắng rồi. Thắng rồi. Ừ. À, bên cái nào đó? Trời mẹ. Tao bỏ đem mít. Này chung, mày biết không? Để khi nào mày hội đồng tao nhỉ? Mày vừa nói xong. Đến hai thứ để ra nhỏ. Ý là nếu mà tao vừa nói xảy ra là nguy hiểm. Để ăn thật. Mày vừa tin tao thì tôi xác định rồi. Cái map này bọn nó xác định. Cái map này đã đây. Cái map này map hơi bị vui luôn. Con của tao rất rất có hình, rất effective trong map này. Đạt ơi. Đạt. Tao bị thằng khác giết. Đạt, nó xe đứng cái chiếc ghế cột ở đó. Không, tao vừa, tao ra ví rửa. Nếu mà sử nhắm, kinh nghiệm tao sẽ đứng cái chiếc ghế cột ở đó. Mà wow, Đạt ơi, mày cứ leo hẳn lên cái cột, mày bám lại trên cái cột suốt cả trận đi là vừa. Đẹp mặt cho bọn mày. Tại sao thằng này? Rơi xuống nước đi mà chết đi. Ok, tao nghĩ là chiến thuật của tao là phải liên tục di chuyển. Cái gì đấy? Chúng mày vẫn nói cái đéo này đấy. Đạt ơi. Tao trở lại đây. Tao đang đến. Tao lại bị thằng khác nó giết rồi. Đúng là tao phải cần cái thiết bị chống trọng lực thật. Mà mày ơi, mày có nhận ra nãy giờ trận nào có thằng team nào có thằng Phong trận team đấy thắng không? Nếu mày nói là thắng thì tao đổ pin ra ngoài map. Chào chào, tao đẩy cái pin ra ngoài map luôn. Tao đang spam minigun vào một thằng mà nãy giờ tao không bắn, tao không 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 làm mất nó nổ một vạch. Tao nếu bắt thằng nào bắn mày của tao. Tao biết. Không phải mày. Đó. Tao nhìn thằng giết tao thì thằng xuống nước thì giết tao. Đã không? Tao vừa mới spawn nhé. Đi. Thằng này nó còn tank hơn tao tưởng. Yes! Tao thành công! Tao destroy được nó! Tao thành công, tao destroy nó.
Đã đây mày cười như kiểu thằng tao phải làm mấy cái tập trên. Yay, tao lát rồi. Tao lát rồi. Internet lát rồi. Phòng bây giờ còn mỗi mình tao. Bye bye. Bye bye. Từ chối không á? Tao đã ở trên này rồi. Chúng mày không thấy tao ở trong phòng nữa không? Tao thấy mày đang chơi game khác. À, đấy là máy ở nhà tao đâu thế đấy. Tao đang ở ông bà ngoại mà. Máy ở nhà tao đang vẫn bật. Thế ai dùng máy mày đấy? Chả ai dùng máy tao cả. Chẳng qua tao để nó thế. Tôi thấy sao mày đang chơi game. Tao biết rồi nhưng mày với nằm lên game khác. Tao chỉ biết thế. Chắc tại mày phát game là đúng không? Cái gear của tao ấy, nó vừa crash. À cái đấy tao bị đầy rồi, sửa rồi. Ai bị phát rồi. Gear này nó còn đang trong giai đoạn mới mà. Ừ, tao không, tao dùng mất rồi. Coi như chưa được tồn tại rồi. Ừ, có hiểu. Chúng mày có hiểu đấy rồi đâu. Cuối cùng tao cũng vào trở lại được. Ơ thì sao? Vào trở lại được. Trung ơi. Gì? Tốt mày bắt mình tìm tao. Ờ. Tao tưởng mày khác team. Tao mà khác team. Tao mà khác team thì tao bỏ cuộc. Nãy giờ tao dành công sức tao vướng cho team. Và bây giờ nó đổi team của tao. Mà tao bị thế rồi. Đúng rồi. Mày chưa chơi team còn chết không? Tao chơi rồi. Tao bị thế rồi. Ê, đỡ anh ơi. Em chạy, em chạy, chạy. Chạy. You motherfucker. Tao cần nhiều máu hơn. Hoặc là tao cần internet nó nhanh hơn. Tao chỉ cần một trong hai cái đấy thôi là tao đủ. Mày chỉ giải thích cho tao cái thằng đang may may về bé hay chưa trong đội mày được. Tao cũng chẳng biết là thằng nào nữa còn tao rồi. Cái thằng may may cái cần lời giải thích về nó. Tao cần lời giải thích. Tao chẳng biết gì cả. Nó bé bé, nó may may. Victory. Tao thắng. Ai đầu tiên có chết không? Ok. Ok. Bây giờ bao giờ thì cả ba đứa cùng một team nhỉ? Đi được không? Có thể là bây giờ. Có thể mai, có thể không bao giờ.